Chuyển sang phần tin quốc tế, đến chiều nay, siêu bão Neoguri, siêu bão mạnh nhất trong 15 năm qua, quét qua quần đảo Okinawa ở phía nam Nhật Bản đã bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, khi bão suy yếu thì những thiệt hại đầu tiên bắt đầu hiện rõ. Tính đến nay đã có 2 người thiệt mạng và hơn 200.000 người buộc phải sơ tán. Bão Neoguri, cơn bão thứ 8 trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản, được dự báo di chuyển theo hướng Bắc trên biển Hoa Đông, tiến gần đến đảo Kyushu và có thể đổ bộ đảo này vào ngày 10 tháng 7. Trên chặng đường đi qua, cơn bão đã khiến 60.000 căn nhà bị mất điện. Khi bắt đầu tấn công phía nam Nhật Bản, bão Neoguri có sức gió 180 km/h, nhưng nay đã suy yếu, còn 35 km/h. Khu vườn của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn, chẳng có gì cả. Đến nay đã có 300.000 người sinh sống ở 4 thành phố ở quận Okinawa đã phải đi sơ tán. Các chuyến bay từ tất cả 9 sân bay tại Okinawa cũng như dịch vụ tàu phà trên 17 tuyến đều bị hủy bỏ. Tuyến đường sắt ở thủ phủ Naha của Okinawa và một số tuyến đường chính, bao gồm cả đường cao tốc trên đảo chính cũng phải đóng cửa. Bộ chỉ huy căn cứ quân sự Kadena, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Okinawa, đã ra lệnh sơ tán một số máy bay của nước này đến nơi an toàn. Trung tâm dự báo thời tiết cũng dự báo bão Neoguri có thể ảnh hưởng đến khu vực phía đông Nhật Bản, nơi có thủ đô Tokyo. Trước khi đổ bộ vào Nhật Bản, Philippines đã bị ảnh hưởng từ những cơn gió dữ dội của Neoguri với sức gió giật lên tới khoảng 480 km/h.